Xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi Nông nghiệp 24 giờ được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC16. Chương trình hôm nay sẽ có những tin chính sau đây. Số F0 ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch của người dân thủ đô. Giá xăng và dầu thế giới tiếp tục đi lên, dự báo giá xăng trong nước có thể tăng lần thứ 6 liên tiếp lên mức kỷ lục trong phiên điều hành của Liên Bộ Tài chính Công Thương ngày mai. Tranh thủ thời tiết đang ấm dần lên, nông dân miền Bắc mau chóng tập trung gieo cấy vụ đông xuân. Bộ Nội vụ hướng dẫn điều chỉnh tăng trợ cấp, đảm bảo hơn cuộc sống cho cán bộ xã già yếu khi nghỉ việc. Hy vọng giải quyết khủng hoảng Nga-Ukraine mở ra khi hai nước nhất trí tiến hành đàm phán tại khu vực Gomel thuộc biên giới giữa Ukraine và Belarus. Mở đầu phần tin tức 24 giờ qua là một thông tin về dịch bệnh đang căng thẳng trở lại. Theo các chuyên gia, số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa tùy vào các biện pháp phòng chống dịch. Hà Nội đang khẩn trương giải trình tự gen để đánh giá mức độ chủng Omicron, chờ kết quả từ Viện Vệ sinh Dịch tễ. Việc giải trình tự gen chậm, nhưng trên thực tế có thể nhận định hiện Hà Nội đã lưu hành Omicron song hành với Delta và có thể đã chiếm đa số, bởi tốc độ lây lan COVID-19 hiện nay rất nhanh. Theo các chuyên gia đánh giá, nửa tháng nữa số ca mắc ở Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục tăng cao và khả năng có thể đạt đỉnh trong nửa tháng nữa, tùy vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Thành phố cũng đánh giá đây là thách thức, áp lực và khó khăn rất lớn đối với hệ thống cơ sở nếu không kịp thời đưa ra các giải pháp công nghệ và ý thức người dân. Từ đó, Chủ tịch Ủy ban dân quận, huyện, thị xã đến xã, phường, thị trấn cần tiếp tục phát huy hơn tính chủ động sáng tạo với mục tiêu cụ thể là đảm bảo phục vụ tốt nhất, nhanh nhất đối với người dân. Thưa quý vị, hiện nay tại thành phố Hà Nội, số F0 đã vượt 10.000 ca mỗi ngày. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, trong 2 tuần tới, số ca mắc COVID-19 ở thành phố sẽ có khả năng đạt đỉnh. Tuy nhiên, 96% số này chỉ ở thể nhẹ, không có triệu chứng, 95% số ca có thể được điều trị tại nhà. Vậy thì cần làm gì khi là F0? Có cần thiết ngày nào cũng phải test nhanh hay không? Và để giúp người dân có thêm những hiểu biết rõ hơn về vấn đề này, từ đó có cách phòng chống dịch một cách có hiệu quả, phóng viên Bản tin Nông nghiệp 24 giờ đã có cuộc trò chuyện với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện cùng VTC16 ngày hôm nay ạ. Đầu tiên thì xin được hỏi ông đó là hiện nay thì có thể nói là cái nhu cầu sử dụng test kit nhanh của người dân thì ngày càng một nhiều hơn. Có người thì quá lo lắng sốt ruột đã mua cùng lúc nhiều kit xét nghiệm để có thể là tiện cho cái việc mà di chuyển của mình cũng như là ngày nào cũng sẽ test. Vậy thì theo ông điều này có thực sự cần thiết không ạ? Bộ Y tế mà cũng như là chuyên gia chúng tôi khuyến cáo nhất là chúng ta chỉ test khi mà chúng ta có cái triệu chứng giống COVID-19 là sốt, ho, khó thở rồi mất cứu giác vân vân ấy, hoặc là chúng ta là cái người mà đang nghi ngờ cái diện tiếp xúc với cái F0. Test không phải là cứ liên tục mà test. Test nhanh thì nó chỉ có tác dụng là bắt đầu nó dương tính là sau ít nhất là sau 2 ngày khi mà mình bị nhiễm bệnh ấy, hoặc là nó càng chính xác khi mà chúng ta có triệu chứng. Thế còn thì như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không nên là thực hiện cái việc mà xét nghiệm COVID-19 bằng cái test nhanh một cách nó không đúng, không theo chỉ định dịch tễ. Và cũng như là hiện nay chúng tôi cũng khuyến cáo chúng ta không cần phải xét nghiệm những cái định kỳ mà phòng bệnh thì nó mới là vấn đề quan trọng. Vâng ạ, vậy thì xin ông có thể khuyến cáo cho người dân chúng ta cần sử dụng kit test nhanh như thế nào để đúng hiệu quả và tránh lãng phí ạ? Thì cái thứ nhất là bạn thấy rằng là có triệu chứng nghi ngờ COVID-19 như sốt, ho, khó thở gì, mất khứu giác vân vân thì bạn nên test. Cái thứ hai là bạn có cái việc mà nghi ngờ tiếp xúc với F0 thì bạn nên test. Và cái thứ ba là bạn test thì bạn cũng phải là, ví dụ như vừa mới tiếp xúc với F0 xong thì chắc chắn rằng là không thể mà nó dương tính được. Thường là nó phải 2-3 ngày sau thì bắt đầu là virus nó mới ra hầu họng. Thế rồi cái thứ ba là ví dụ như bạn đã xét nghiệm dương tính rồi thì vài ngày sau bạn đã xét nghiệm. Chứ bạn cũng không nhất thiết là cứ ngày nào bạn cũng phải
xét nghiệm, bạn cũng không nên quá cái việc mà tích trữ test kit để mà ảnh hưởng tới cái thị trường test kit, mà những người cần thực sự thì lại không có test kit để test, hoặc là đẩy cái giá test kit lên cao. Bên cạnh đó thì một vài những cái bệnh nhân mà F0 điều trị tại nhà thì sau khi khỏi thì họ đã sử dụng biện pháp test nhanh để test lại xem là mình đã âm tính hay chưa. Vậy thì theo ông chúng ta có thể tin tưởng vào kết quả này có thực sự là chính xác không ạ? Để mà xác định một cách chính xác nhiều, hiệu quả nó trên 90% ấy, thì bạn phải dùng cái PCR. Thế còn cái test nhanh thì nếu như mà cũng có cái giải pháp là bạn làm đối chiếu. Ví dụ khi mà bạn làm cái một cái loại test của cái công ty này thì bạn đối chiếu thêm một cái loại test của cái công ty khác, mà nếu cả hai test đều dương tính thì cái đó thì mình cũng có thể là khẳng định được cái kết quả. Thế và tôi muốn khuyến cáo là các bạn phải mua những loại test kit của được Bộ Y tế đã cấp phép. Vâng, rất cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, bệnh nhân COVID-19 các địa phương liên tục tăng thêm. Ghi nhận của phóng viên VTC ngay trong những ngày tri ân những thầy thuốc Việt Nam tại Trung tâm Hồi sức tích cực số 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An, nơi đang điều trị cho hơn 300 bệnh nhân COVID-19 trở nặng, sẽ giúp quý vị khán giả hiểu thêm phần nào những vất vả cực nhọc của những người được xã hội tôn vinh là lương y như từ mẫu. Hai dãy nhà xe đã được trưng dụng làm chốn ăn nghỉ cho hơn 50 y bác sĩ, điều dưỡng đang ngày đêm làm việc tại Trung tâm Hồi sức tích cực số 1, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, đang tiếp nhận gần 300 bệnh nhân COVID-19 nặng, trên tổng số giường được bố trí là hơn 100 giường. Quá tải bệnh nhân buộc các nhân viên y tế phải nhường phòng làm việc của mình để làm phòng điều trị. Từ khi qua đây thì anh em vẫn thực hiện tốt cả cái công việc và những cái nhiệm vụ được giao. Đấy, và hiện tại thì cái công tác chăm sóc bệnh nhân COVID nặng thì vẫn đang được anh em cố gắng hết sức có thể. Nói chung là anh em rất là đồng lòng để làm sao để bệnh nhân có được một sự chăm sóc tốt nhất. Trung bình mỗi ngày, mỗi nhân viên y tế phải làm việc từ 8 đến 12 tiếng trong khu điều trị COVID-19 thuộc Trung tâm Hồi sức tích cực số 1. Bệnh nhân nhập viện tăng cao, nhân viên y tế không có ngày nghỉ. Họ ăn ngủ ngay tại phòng làm việc. Nhiều người gửi con nhỏ cho gia đình để vào làm việc trong khu cách ly. Trong những cái lần mới phải thảm cho cháu gặp mẹ như thế nào? Có đòi mẹ không? Con có đòi mẹ không? Có anh ạ. Tức là nhiều lúc gọi điện. Bảo là... Nói chung là cứ cầm điện thoại chạy theo là đòi đi với mẹ. Em có nhờ con không? Thầy anh nhắc nên em hơi cảm động thôi, còn bình thường thì cũng cố gắng. Thì nhân viên là vất vả, tất bật, công chuyện đến tay mà đại khái là ngoài cũng đưa được cái gì vào, chỉ có trong đấy phục vụ tất, cho nên rất vất vả. Hai năm qua là khoảng thời gian thử thách đầy cam go đối với đội ngũ thầy thuốc. Những chiến sĩ áo trắng đã âm thầm, cống hiến, hy sinh tình cảm và lợi ích cá nhân để mang lại cuộc sống bình an cho người dân.